Món ăn làng quê Việt, khuynh đảo nước Mỹ, nghệ nhân làm bánh Mỹ cũng phải chào thua vì quá công phu. Khiến cho người Mỹ phải chào thua trước hương vị ngon miệng, mềm mịn của chiếc bánh cuốn Việt Nam, từ một món bình dân giờ đã trở thành biểu tượng trong thế giới ẩm thực. Bạn có thể cảm nhận điều này qua những bài báo hấp dẫn trên trang du lịch như ASEAN Way Travel, Best Price Travel hay thậm chí là qua bài viết đầy ca ngợi trên Los Angeles Times. Vậy bánh cuốn Việt Nam có gì mà khiến các báo rầm rầm đưa tin đến như vậy? Hãy cùng Bỏ Thông Thái khám phá câu chuyện thú vị của bánh cuốn, tinh hoa ẩm thực Việt, món ăn khiến nghệ nhân làm bánh Mỹ cũng phải chào thua vì quá công phu. Trước đó đừng quên nhấn like, share, đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào nha! Những chiếc bánh cuốn tráng mỏng đều tay, đậm nhân hòa quyện với nước mắm chua ngọt, một sự kết hợp khiến không ai có thể chối từ. Qua đôi bàn tay khéo léo của những người nghệ nhân làm bánh, bánh cuốn không chỉ là sự kết hợp của nguyên liệu tinh tế mà còn chứa đựng bí mật của những câu chuyện, nghệ thuật truyền thống được chuyển giao qua nhiều thế hệ. Trước đó, tờ báo du lịch nổi tiếng thế giới ASEAN Way Travel đã viết bài báo có tựa đề Món bánh cuốn Việt Nam cực kỳ hấp dẫn. Tờ báo đã chia sẻ niềm thích thú với cách làm độc đáo để tạo ra những chiếc bánh cuốn hấp dẫn và qua đó cũng thể hiện niềm yêu thích đối với món ăn Việt Nam này. Ngoài ra, Best Price Travel, một tờ báo du lịch nổi tiếng, cũng đã đề cập rằng tất cả những gì bạn cần biết về bánh cuốn Việt Nam, bánh cuốn trở thành một trong những phần không thể thiếu của ẩm thực Việt Nam. Mới đây nhất, tờ báo hàng đầu nước Mỹ Los Angeles Times đã dành một bài viết tận tâm và dành lời ca ngợi về bánh cuốn Việt Nam, tôn vinh không chỉ hương vị đặc trưng mà còn có cái nhìn tinh tế và công đoạn làm bánh. Trích dẫn bài báo như sau: đây là món quà sáng được yêu thích. Các lá bánh được làm thủ công theo cách truyền thống, từ bột gạo mịn như nhung, lớp bột được tráng mỏng lên trên mặt vải đặt trên nồi nước sôi để làm hơi nước, làm chín bánh. Khi lớp bánh chín, lá bánh được nhấc lên làm bằng cách sử dụng một thanh tre dài và mảnh được luồn dưới tấm gạo để nhấc nó ra khỏi vải. Ở Việt Nam, có rất nhiều người làm nghề bánh cuốn, đa số là phụ nữ, hành nghề ở các cửa hàng, ngõ hẻm và vỉa hè. Nhiều người mở bán từ rất sớm để khách hàng có một bữa sáng nhanh và rẻ. Bài báo không chỉ giới thiệu về hương vị tuyệt vời của món ăn này mà còn đi sâu vào quá trình sản xuất bánh cuốn. Từ việc chọn lựa nguyên liệu, bài viết mô tả chi tiết sự tận tụy và tâm huyết của những người làm bánh. Từ chiếc bánh được làm ra bằng sự tỉ mỉ, cẩn thận, được ví như những nghệ nhân, các bước công đoạn từ việc pha nước chấm, làm nhân đến kỹ thuật tráng bánh đều được mô tả rất sinh động. Los Angeles Times đã tìm hiểu và chia sẻ cách làm bánh cuốn, một câu chuyện nghệ thuật. Họ mô tả rằng đây không chỉ là kỹ thuật làm bánh mà còn là sự công phu của người Việt trong việc tạo nên một món ăn tuyệt vời. Những dòng văn của Los Angeles Times không chỉ là sự chinh phục vị giác mà còn là hành trình tìm hiểu về nghệ thuật và văn hóa của ẩm thực Việt Nam. Bài viết đưa độc giả đến từng khoảnh khắc, hình ảnh và cảm nhận về hương vị đặc biệt của bánh cuốn, tạo nên một bức tranh sống động và mỹ miều của nền ẩm thực Việt Nam. Nhiều người thắc mắc tại sao món ăn này lại được gọi là bánh cuốn nhưng lại không thấy nó cuốn. Đây cũng là câu hỏi mà tờ báo Mỹ này tò mò đấy. Vậy ta cùng xem báo Mỹ nói gì nhé. Mặc dù bánh cuốn theo nghĩa đen là cuốn các lớp lại, nhưng thực tế nói đến các lớp làm bánh làm bột gạo hấp chín xếp chồng lên nhau thành nhiều lớp. Mỗi lớp được thoa lên trên một lượt hành phi hoặc có thể được cuộn lại cùng với nhân thịt. Chắc có lẽ là vì bánh cuốn được xếp chồng lên nhau như vậy nên một tờ báo có tiếng trên The Culture Chip đã ví bánh cuốn như crepe Việt Nam. Tờ báo Mỹ còn nói thêm có nhiều cách trang trí, nhưng bất kể cách trình bày nào, món bánh cuốn thường được thưởng thức cùng với nước chấm. Nước chấm Việt Nam thì không phải bàn cãi về độ nổi tiếng đúng không nào? Nó còn được ví von là quốc hồn, quốc túy của Việt Nam. Theo tờ báo Mỹ đã so sánh giữa bánh cuốn Việt Nam và Trung Quốc không chỉ là về kết cấu và hương vị, mà còn là về sự đặc trưng và kỹ thuật nấu ăn. Tờ báo đã khẳng định đến sự tinh tế và công phu hơn khi làm bánh cuốn của Việt Nam. Cụ thể, so với món bánh cuốn Choi Phan của Trung Quốc thì bánh cuốn của Việt Nam có kết cấu mỏng hơn, hương vị nhẹ nhàng hơn nhiều.
Điều này là chắc chắn rồi, vì ẩm thực Việt Nam nổi tiếng với sự thanh đạm, còn Trung Quốc thì đặc trưng với cách chế biến dầu mỡ, cay nồng, khiến người thưởng thức bị nặng bụng sau khi ăn. Tờ báo còn mô tả rằng, để tạo ra những chiếc bánh cuốn mỏng, mịn màng và ngon như thế, các đầu bếp Việt Nam cần phải có công phu. Công phu ở đây không chỉ là kỹ thuật chế biến thông thường, mà còn là sự tận tâm, kiên trì và sự hiểu biết sâu sắc về nguyên liệu, tỷ lệ và cảm nhận hương vị. Cụ thể, quy trình làm bánh cuốn Việt Nam có thể đòi hỏi những bước công phu như việc làm một lớp bánh mỏng nhưng không bị rách, tạo ra nhân bánh phải đậm đà và cân đối vị. Sự nhạy bén trong việc điều chỉnh lửa bếp, thời gian hấp và cả cách cuốn bánh đều đóng góp vào việc tạo nên bánh cuốn hoàn hảo. Báo Mỹ đã thể hiện sự tôn trọng đối với nền ẩm thực Việt Nam và công lao của những người làm nghề, đồng thời giúp người đọc có cái nhìn sâu sắc hơn về sự phức tạp và nghệ thuật đằng sau mỗi chiếc bánh cuốn tại Việt Nam. Roe Lawrence, một chuyên gia làm bánh ngọt nổi tiếng, đã thoảng thốt kêu lên trong kinh ngạc khi nhìn vị đầu bếp người Việt Nam đang nhấc bánh cuốn ra khỏi nồi hấp. Trời ơi, nó đang run lên kìa, tôi cảm giác nó sắp rách ra mất rồi, điều này thật điên rồ. Trong cả quá trình quan sát và thưởng thức món ăn, cô không thể giấu được sự kinh ngạc của hương vị đậm đà từ những chiếc bánh cuốn tưởng chừng như đơn giản. Và chắc ai ở đây cũng không còn xa lạ với đầu bếp nổi tiếng thế giới Gordon Ramsay. Dù đã sở hữu bàn tay phù thủy trong chế biến các món ăn, có các nhà hàng được sao Mandarin trên khắp thế giới, nhưng ông cũng phải ngã mũ, thán phục những người phụ nữ Việt Nam. Khi ông đã cố gắng hết sức nhưng không tài nào tráng nổi nguyên vẹn dù chỉ là một chiếc bánh cuốn như họ. Từ khi mới bắt đầu thử sức thì ngài đầu bếp đã ngã ngào bởi chiếc ghế quá bé so với thân hình của ông đã tạo nên một khung cảnh hài hước. Ông thẫn thờ thốt lên rằng, thật là xấu hổ. Và quyết tâm muốn tạo ấn tượng tốt bằng tay nghề nấu ăn, công đoạn đổ bột thì khá đơn giản với ông. Tuy nhiên đến khâu bột đã chín và cần gỡ ra và cuốn bánh lại, nhưng ông không thể thành công. Ông cố gắng thử sức từ sáng đến tối, nhưng cái bánh nào cũng vỡ hoặc không hoàn chỉnh. Ông bất lực nói rằng, thật may khi tôi không sinh ra ở Việt Nam, vì nếu ở đây thì tôi chỉ là một đầu bếp tồi. Đến ngay cả việc đầu bếp nổi tiếng thế giới còn bó tay thì các bạn phải hiểu về độ công phu của người làm bánh cuốn rồi đúng không nào? Mỗi vùng miền tại Việt Nam đều mang đến cho bánh cuốn những hương vị đặc trưng riêng, từ cách chế biến, nhân bánh cho đến cách nấu ăn. Ví dụ như bánh cuốn Thanh Trì Hà Nội không nhân thường ăn kèm với chả quế, bánh cuốn Phủ Lý Hà Nam không nhân thường ăn kèm với chả nướng, bánh cuốn Cao Bằng với nước chấm đặc biệt hay như bánh cuốn chả mực Hạ Long. Dù ở bất kỳ vùng miền nào, bánh cuốn đều là một tác phẩm nghệ thuật và người bánh cuốn thực sự là những nghệ nhân khéo tay. Quá trình làm bánh đòi hỏi sự kiên nhẫn, kỹ thuật và sự hiểu biết sâu sắc về nguyên liệu. Với mỗi hương vị độc đáo, bánh cuốn không chỉ ghi điểm bởi hương vị tuyệt vời mà còn là nguồn cảm hứng vô tận cho nền ẩm thực Việt Nam. Các bạn có thường xuyên ăn bánh cuốn không? Và cảm nhận của các bạn về món ăn bánh cuốn là như thế nào? Hãy để lại bình luận phía dưới để mọi người cùng biết nhé! Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo!